Ẩm thực chay Huệ Hoàng Vlog mến chào các bạn. Thì theo yêu cầu của một bạn khán giả nước ngoài yêu cầu mình chia sẻ món sườn non chay riêng mặn ăn kèm với bánh mì. Hôm nay mình chia sẻ đến các bạn cách làm sườn non chay riêng mặn ăn kèm với bánh mì, với cơm trắng hoặc với bún, dưa leo, nước mắm chua ngọt, rất là ngon. Nếu các bạn thấy thích món sườn non chay riêng mặn này thì mời các bạn cùng vào bếp với mình để thực hiện chế biến món sườn non chay riêng mặn. Ở đây mình có 6 miếng sườn non chay đã ngâm nở rửa sạch rồi. Nhưng mà mình ngâm lại như thế này để cho các bạn hình dung ra được. Tự vì có một vài bạn ít khi ăn cái món này, thành thử ra khi mà thấy chia sẻ thì không biết là để khô hay để nước để nấu ăn. Thành thử ra mình chia sẻ kỹ để cho các bạn tham khảo. Mình dắt 6 miếng sườn non chay cho ráo nước. Mình xả rửa lại cho nước trong. Mình cho cái sườn non chay vô cái túi đa năng này, mình dắt cho thật là ráo nước. Mình dắt cái sườn non chay trong cái túi như thế này thì sẽ rất là ráo nước. Bạn nào không có cái túi đa năng thì mình dùng cái túi vải mình dắt cũng được. Dắt ráo nước rồi á, mình để nguyên miếng như thế này cũng được, hoặc là mình cắt miếng vừa ăn như thế này cho thuận tiện. Mình cắt xéo 30 độ để khi mà mình ăn cái miếng sườn non chay mình xé ra như thế này sẽ có cái sớ ngon. Cắt sườn non chay xong, tiếp đến mình chuẩn bị sẵn cái chảo dầu. Thử cái dầu nóng chưa bằng cái lá hành taro cho khử hết cái vị hắc của dầu. Mình cho sườn non chay vô, mình chiên trong lửa trung bình. Dưới lửa trung bình đi các bạn, để miếng sườn non chay được giòn thẩm thấu ở lớp bên trong sẽ ngon hơn. Rồi mình chiên chừng 1 đến 2 phút vàng này mình rỡ. Bạn nào mà muốn ăn cái món sườn non chay này á, không có hút nhiều dầu á, thì mình chiên mình cho dầu nhiều một chút. Nếu như mình chiên ít dầu á, thì lại bị hút dầu rất là nhiều ha các bạn. Mình chiên cái sườn non chay này á, trong lửa nhỏ sôi riu riu và mình cứ đứng mình trở qua trở lại như thế này nè. Khi mà miếng sườn non chay giòn rồi á, thì mình chỉnh lửa lớn lên một chút, cho dầu sôi mạnh sẽ xả cái dầu ra. Sôi trong lửa lớn như thế này chừng 30 giây đến 1 phút sẽ xả được dầu khả thi á các bạn. Mình dặn lửa lớn, miếng sườn non chay giòn rồi á, thì mình vớt ra cho ráo dầu. Mình cho vô giấy thấm. Mình cho cái sườn non chay vô giấy thấm dầu. Phần còn lại mình tiếp tục chiên cho tới hết. Cho vô giấy thấm. Cái cách mình chia sẻ chiên sườn non chay sẽ hút ít dầu. Nhấc cái chảo dầu xuống, mình cho cái chảo khác lên. Hoặc là mình rút cái chảo dầu ra rồi mình sử dụng lại cái chảo vừa chiên cũng được. Mình sử dụng chừng 5g hành taro. Bạn nào ăn chay vì sức khỏe thì mình sử dụng tỏi hoặc là hành lá, hành tím đều được. Băm hành taro cho nhỏ. Bếp lên cho chảo nóng, cho vô một muỗng canh dầu ăn.
dầu nóng rồi mình cho hành ba rô vô. Khi cho hành ba rô dậy mùi thơm. Hành ba rô dậy mùi thơm rồi á, mình tắt bếp. Tiến hành nêm gia vị. Mình cho vô 6 muỗng canh nước. 1 2 3 4 5 6. Một chút xíu muối khoảng 1/6 muỗng cà phê. 2/3 muỗng cà phê bột nêm chay. 1 muỗng cà phê nước mắm chay, cái nước mắm chay này á rất là mặn nên á mình nêm bột nêm và muối ít. Các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. 1 muỗng cà phê nước tương. 1 muỗng cà phê tương ớt. Nửa muỗng cà phê dầu hào chay. 1 muỗng cà phê đường cát. Độ mặn ngọt các bạn nêm theo khẩu vị gia đình. Bạn nào có ăn bột ngọt mình nêm thêm một chút bột ngọt. Các bạn có thể tăng thêm đường hoặc giảm đường theo khẩu vị gia đình. Một chút tiêu xay. Bạn nào ăn được cay thì mình cho thêm một chút ớt sa tế. Còn không ăn được cay thì mình khỏi cho ớt sa tế cũng được. Sa tế này mình tự xào tại nhà. Bạn nào chưa xem quan tâm đến công thức thì đi vào phần mô tả để xem công thức xào sa tế từ trái ớt tươi tại nhà. Rồi mình bật bếp lên trở lại. Mình nấu cái nước sốt. Cho sôi tan cái gia vị. Sốt sôi rồi á, bạn nào thích ăn cho cái độ sánh dẻo á, thì mình sử dụng thêm một ít bột chiên giòn hoặc là bột bắp, bột năng, tùy theo. Nhà mình có cái bột gì sẵn thì mình sử dụng bột đó. Còn không thích ăn cái độ sệt thì mình khỏi cho bột cũng được. Mình khuấy cái bột cho tan rồi mình cho vô. Nấu cho cái nước sốt sôi chín cái bột. Sệt lại như thế này là được. Mình cho cái bột sệt như thế này thì mình làm cái sườn nấu chay sẽ giòn ngon hơn. Rồi cái nước sốt sệt lại như thế này mình cho cái sườn nấu chay. Mình cho cái sườn nấu chay đã thấm bớt dầu qua giấy thấm nhà bếp. Rồi mình trộn, đảo đều cái sườn nấu chay. Một đến hai phút cho thấm đều cái nước sốt là được. Mình tắt bếp. Lúc này thì nước sốt đã thấm đều rồi, vừa đủ với cái trọng lượng luôn. Xóc cái sườn nấu chay cho thấm đều gia vị. Rồi như vậy là xong rồi, mình dọn. Dọn ra dĩa là ăn kèm với bánh mì, với cơm. Các bạn thấy món ăn chay hôm nay như thế nào thì để lại bình luận. Thấy video hữu ích thì like, share, chia sẻ cho các bạn cùng xem để cùng ứng dụng làm món ăn chay ngon. Rồi như vậy là mình đã chia sẻ đến các bạn cách làm sườn nấu chay rim mặn ăn kèm với bánh mì đã xong. Các bạn thấy món ăn chay hôm nay như thế nào thì để lại bình luận. Thấy thích món ăn chay này thì mình chúc cho các bạn ứng dụng làm món ăn chay ngon. Sau khi xem video thấy hữu ích thì like, share, chia sẻ cho các bạn cùng xem. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì bấm đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận thông báo video mới. Mến chào các bạn và hẹn gặp lại ở video sau.